meter. Thế em định lấy bao nhiêu? Bây giờ thiếu bao nhiêu tiền? Em muốn bán xong thì lấy hơn nữa. Cái này quý chứ, không cầm lấy em bán đi à? Thế cái này 300 nhá. Năm trăm à? Thôi thì cũng thấy khổ quá thì anh cũng giúp đỡ thôi nhá. Chiếu nhà anh bán 40.000 tấm em ạ. Em 10 tấm đi. Thì anh gọi em xách. Em lấy 10 tấm đi. Ok. Không có ai hộ à? Tự một mình thôi à em? Ừ, em một mình. Chồng con đâu? Không có chồng à?
tiền đấy. Nó anh có tiền mặt tiền là số tài không lấy tiền tài khoản chuyển ở bên kia nhà bên mà em lấy tiền mà lấy. Số tài khoản không không có thì hộ em ký. Lấy nhanh bó đi. Mày lấy thêm bó lại được. Được gạo cũng được tiền được. Lấy canh bó nhá. Thank you.
ngoài đây đi. Xem đi, tiền đây lấy gạo ấy. Này,
Bánh tay á, đùi á, đùi nữa. Đùi mẹ kia. Thank you.